Xin chào tất cả anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Hôm nay xin phép em được cập nhật về giá xe cho anh em một dòng xe được phát triển theo khuôn mẫu của dòng xe Expander, đó là chiếc xe Expander bản Cross. Đối thủ của dòng xe này đó chính là dòng xe Suzuki XL7 và Toyota Rush. Về doanh số bán hàng thì trong tháng 1 này thì nó đang là số 1 của phân khúc, bán gấp 3 lần so với cả đối thủ từ Toyota Rush và cổng Suzuki XL7. Về ngoại thất của nó thiết kế rất là thể thao theo hướng là dòng xe SUV và light MPV ạ. Về nội thất thì thiết kế rất là sang trọng và lịch lãm nhá. Vậy thì video này em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em này và các chương trình khuyến mại cho dòng xe Expander bản Cross trong tháng 2 này thì, và cũng như em sẽ tính luôn cho anh em về tổng chi phí bánh cho anh em nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh để cho anh em sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất mình mua chiếc xe này không hay cần phải mua những bản cao cấp hơn, thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể cho em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe, với giá niêm yết nó đang là 670 triệu ạ. Nó sẽ là giá tính thuế cho anh em nhé. Hiện tại thì đại lý chúng em đang có rất nhiều chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt cho anh em, đó chính là tặng một gói phụ kiện cao cấp cho anh em này và tặng cho anh em một 15 triệu tiền mặt nhá. Cho 10 khách hàng đầu tiên trong tháng 2 này. Đấy, còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhé. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Expander bản Cross này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 775 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 250 triệu thôi nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 720 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 215 triệu thôi nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 738 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần mới bỏ ra với giá đang là 232 triệu thôi ạ. Đó. Tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Nói chung Hà Nội thuế sang là 12%, biển số là 20 triệu ạ. Còn ở tỉnh thuế sang 10% và biển số là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thuế sang 10% và biển số là 20 triệu. Dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh đó là như vậy đấy ạ. Các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ ạ. Còn một số các chi phí mà anh chưa tính cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ. Bởi vì bảo hiểm thân vỏ đối với thẳng rất là anh em là bảo hiểm tự nguyện, anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc anh em thôi. Chứ khi mà anh em mua trả góp qua ngân hàng thì trong cái phần tính trả góp ngân hàng thì em đã tính cho em rồi đấy ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, cũng như là các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 2, cũng như là em đã tính cho anh em về tổng chi phí bánh cho anh em Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em toàn bộ các dòng xe của Mitsubishi cũng như các hãng xe khác nhau như là Toyota, Kia, Mazda, VinFast hay khác rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam, để cho anh em sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất mình mua chiếc xe này không hay cần phải mua những bản cao cấp hơn. Thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Lời cuối cùng chúc em một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào ạ. Ok, vậy em xin phép em sẽ dừng ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.